nhỏ cái thằng vô tích bá dơ. Mấy thằng đó nó đi theo nó hủy, hủy hát con này. Thường Phi và thằng Vĩnh đầu đất. Ừ, thằng Vĩnh nó lúc đầu quay ra là con biết nó lạnh gì mà anh lôi thằng này nè. Anh lôi của thằng này nè, đặng đi theo hủy. Hủy con này cho con này nè, tên Trình Phi chết nó lấy con này à. Vĩnh á. Nghe nói á, người ta nói anh á, anh có vợ, em buồn lắm á. Có đâu, đâu có vợ đâu. Mẹ anh nói á. Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì video này em nói lên về cái đề tài một vợ hai chồng ở Sóc Trăng rất là đình đám trên mạng cộng đồng. Không gài nha cô chú anh chị. Thì có câu chuyện như thế nào thì em sẽ nói lên những cái vấn đề đang xảy ra để gửi đến cô chú anh chị và các bạn cùng đón xem video em nhé. Mời cô chú anh chị. Thưa cô chú anh chị, thì em vừa đã nhận được một cái thông tin do kịch bản của mấy anh YouTuber ruộng ở Sóc Trăng để mà quay nhân vật của chị Vi và anh Phi. Quá trời quá đất kìa cô chú anh chị ơi. Coi như là không thể nào mà nói được nữa. Những cái thể loại này mình phải dùng cái danh từ như thế nào của chú anh chị để mà nói cho đúng với cái thể loại này. Thì cô chú anh chị cũng nhớ cái nguồn tin và những cái video mà đi tìm ba ruột của bé Khôi. Thì những cái thành phần đó, những cái YouTube đó là toàn là dàn dựng không nha cô chú anh chị. Từ A tới Z là dàn dựng, đưa ra kịch bản để mà đi tìm ba của bé Khôi. Rồi đưa ra cái ông nào đó trước khi mà đi tìm bé Khôi á, thì đưa cái ông nào đó nói chuyện lên trong cuộc điện thoại để mà làm một cái hướng đi, cái hành trình của cái kịch bản cho nó tốt đẹp, cho nó lucid. Nó thì đưa cho cái ông lắm nào đó trong cuộc điện thoại để mà nói là chỉ đường, chỉ địa điểm, rồi nói là nhận con của mình này nọ này kia, đủ thứ đủ điều cô chú anh chị. Thì đây là kịch bản của mấy YouTuber ruộng ở Sóc Trăng thôi. Bởi vì cái YouTube này nó thao túng cho hai vợ chồng của Phi và Quy mà. Cô chú anh chị thấy rõ ràng là toàn là kịch bản. Thì hôm nay em cũng nhận được cái một thông tin chính xác luôn, là một cái người ở gần nhà của chị Quy này đưa một cái thông tin gửi đến cho chúng em. Thì chúng em mới vừa nắm bắt được cái thông tin này sự thật như thế nào, thì mời cô chú anh chị cùng cái nghe một cái đoạn ghi âm của cái cô này nói lên về cái vụ mà đi tìm cha rồi anh lắm á, là có phải là ba ruột của bé Khôi hay không, thì cái câu chuyện như thế nào về chị Vi. Thì em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đón nghe cái đoạn ghi âm này nhé. Đó thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng nghe đoạn ghi âm nhé. Chị nói cho con nghe nè, hồi đó chị ở trên gần nhà Quy đó, để máy đi. Ở trên nhà Quy đó, hồi đó là đường Lương Định Của, bây giờ là đường Tôn Đức Thắng rồi đó. Thằng này không phải là thằng lắm đâu, đó là lắm bánh nhôm đang thui à. Rồi con này nó đi đánh cái số, má nó chết, chị em nó 6 đứa. Nhưng mà chị nói cho con nghe, chị em nó 6 đứa xong rồi thì rồi ba nó chạy xe lôi, ba nó lấy bạn của gì nè, không biết. Rồi nó mới đi bán cái số, nó vô trong mã, nó bị thằng nào lấy. Rồi sau này nó mới gặp thằng Lắm. Thằng Lắm thì đem về, con biết đem về đâu, không đem về Ô Môn mình thỉ gì đó gì không biết. Nhưng mà chị nói cho con nghe, trong khi đem về, ổng con nó về từ Cần Thơ, từ đó về Lợi Bộ về, nhưng mà về đây thì thằng Khôi tụi nó suối cho, không ai, con này nó không có cho, nó ở chuồng cho mà Khôi không. Nó mới đi ngang nhà gì ông Thảo mới thấy gì cho nó 20 ngàn đi mua cơm cho ông Khôi ăn đó. Rồi nó mới về lại quà thì ông Thảo với nó mới ở. Nhỏ em thứ 8 thì nó đủ chứ ra. Ra Trần Mã ở. Hai người ra Trần Mã ở nhưng mà nó cũng dẫn Khôi lại nhà vì cũng thấy tội nghiệp Khôi. Ở Trần ở chuồng thôi mà, vì cũng đem lên cho bạn đời. Vì nó nói á, mày á, em nó lớn rồi, mẹ nó hư cái giò cho thầy con nha. Vì nói con nói đi, còn không phải ông Lắm đâu. Ủa? Đó, cô chú anh Thiện.
Chị đã nghe cái đoạn ghi âm rõ ràng, cô này xác định là không phải ông Lắm luôn. Bởi vì cái cô này là gần ở nhà của chị Vi, mà từ trước đến nay luôn, mấy chục năm nay là cái cô này ở đó. Thì cái cô này nắm rất là rõ về cái cuộc đời của chị Vi diễn ra như thế nào. Bởi vì cô này sát hàng xóm mà, từ chị Vi chưa có chồng tới bây giờ luôn. Thì quý vị thử coi chính xác hay không. Đây là toàn bộ là do kịch bản của mấy nhóm YouTuber ruộng ở bên đó để mà dựng lên kịch bản. Đồng thời qua mặt Mạnh Thường Quân, qua mặt khán giả, tạo lên một cái bịch kịch bản như vậy để mà quay hình đưa lên để chuộc lợi cho bản thân cũng như là có like, có view. Còn phía chị Vi và anh Phi thì cái dạng thành phần lười biếng trên xã hội mà có chú anh chị, thì miễn yêu cầu YouTube đưa ra vài đồng bạc đủ tiền ăn tiền uống trong ngày, thì việc có việc lên quay hình và có việc cùng nhau để mà tạo ra cái câu chuyện để mà lừa khán giả đó. Thì sự thật như thế nào thì cô chú anh chị cũng đã nghe cái ghi âm. Trời ơi, cái thể loại này mà cô chú anh chị tới thời điểm này mà còn có những Mạnh Thường Quân để mà gửi tiền ủng hộ để mà cho ăn cho xài phè phởn như thế đó, cô chú anh chị thấy rõ ràng không? Thằng Phi bây giờ nó lên tiếng, nó muốn lên trời rồi. Rồi coi như là nó muốn sức cảnh khang sang một cái thế giới khác rồi. Bữa hôm nó công bố là nó sẽ, một là nó lên trời, hai là nó xuống địa ngục. Đó, cô chú anh chị thấy không? Cái thứ nát rượu nó gần tới rồi. Tới rồi, cái số nó gần hết rồi. Nó còn nó liều mạng rồi, bây giờ nó không có chịu làm, nó không có gì hết trơn. Tối ngày nó sáng, nó nhậu, chiều nó nhậu, nó chuẩn bị lên trời. Đó, cô chú anh chị nghe rõ ràng không? Rồi cái bà Quy này thì bà cũng lười biếng, từ cái khi mà được giúp cái nhà rồi thì bà thấy cái số tiền Mạnh Thường Quân rất là lớn thì bà cũng lười biếng theo, bà dựa theo cái thằng Phi này, hai vợ chồng không có làm gì hết. Đó, bây giờ vợ thì không làm gì, thì cùng nhau mà hợp tác với mấy YouTuber ruộng để mà tạo ra cái kịch bản giả để lừa khán giả, lừa Mạnh Thường Quân để mà có tiền để mà cung phụng cho bản thân, khỏi cần đi làm hết gì quý vị. Đó, quý vị thấy không? Đó, cô chú anh chị nên xem xét kỹ và tẩy chay những cái thành phần này ra khỏi cộng đồng. Đừng có nên xem những cái thước phim của nó nữa. Đó, và tẩy chay những cái YouTube mà nhu làm biến, coi như là nhu nhược, không có chịu đi làm kiếm hoàn cảnh để quay hay là đi kiếm thông tin để quay, mà ở cái sáng cái tấp vô cái chùa đó rồi súng nhau tạo ra kịch bản. Thì rõ ràng em cũng đã nhắc đến cô chú anh chị, những cái thước phim của anh ta tới thậm chí mà đưa lên những cái ông khờ khờ nào vô đặng cáp đôi cho chị Vi, nếu mà cáp được là kịch bản kéo dài ra nữa, đúng không cô chú anh chị? Nó bây giờ đem cái ông nội Lắm này ở đâu nói là tên Lắm nó, rồi dựng ra kịch bản đi tìm được thước phim, rồi bây giờ á lòi mặt ông Lắm này ra, thì cô chú anh chị thấy ông Lắm này như thế nào? Cô chú nhìn cái hình thể của ông Lắm này đi, cái thể loại như thế nào, thuộc gì là một cái ông ở bờ ruộng, cái ông chăn vịt là đáng hơn, chứ đâu phải là ông Lắm ba con khôi. Mà tại sao nói ông Lắm ba con khôi mà đi xuất khẩu lao động mới về mà hình thể như vậy? Cô chú anh chị nhìn cái hình thể cái ông này đi, giống y chang như mấy ông đang chăn vịt mà mấy YouTube bờ ruộng nó hốt lên để mà lên đặng nó quay phim vậy đó. Cô chú anh chị còn tin mấy cái đám này nữa không? Nó làm tới cỡ đó đó, trời đất quỷ thần anh, nó làm lừa dối cộng đồng, nó qua mặt Mạnh Thường Quân để mà nó được số tiền tài trợ để cho Phi với Quy sống phè phởn đó. Đâu có làm gì cô chú anh chị đó, chỉ có tiền Mạnh Thường Quân gót like gai rồi cốc đầu ăn nhậu bây giờ hả? Phi nó còn đòi lên trời nữa. Đó, cái chuyện này là cái cô này đã ở sát một bên nhà của con Quy luôn, nói lên sự thật rõ ràng luôn, cô này là nói chính xác luôn cô chú anh chị đó. Thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng nghe tiếp cô này nói nữa nha. Năm 6 tuổi mà chị ẩm lên thăm anh Lắm, không có, có lần đó là nó ẩm về luôn, là không bao giờ lại nhà thằng Lắm nữa, người á nó mới đi trở về với Sóc Trăng là nó gặp ông Thảo ở có hạt ba mặt con, trong khi cho con nhỏ thằng trai đó không biết là nó con hay là con chị thứ hai nó bán cái gì đó gì con không biết, con biết không? Nhưng mà con để cái máy đi về chữ mấy YouTube này nè, để đi nè mấy YouTube
tao nói cho tụi bay nghe nè, tụi mày là tao nè, là chị của con Cao Thảo nè, tụi mày là mấy thằng YouTube thái dơ, biết không? Tụi mày tao kêu công an tông đầu tụi mày hết trơn cho tụi mày coi, tối ngày tụi mày quay sàn ba lát ba sàn không à, ha. Nhưng mà á, em tao á thì tao vẫn cho tiền, tao vẫn cho mỗi ngày, còn tụi mày nhá, đâu phải tụi mày cho, tụi mày cứ lại quay quay kiếm kiếm view, kiếm like, kiếm ông nội tụi mày hả? Đợi với ông Thảo nó, trời ơi, nó ngoài đời nó xấu như ma le vậy đó, không có ai mà ưa nó chân đó. Mà nói với tụi nó không phải là ông đó lộng lắm đâu, chị biết á, chị ở đó nhà cách nhà nó có 3-4 căn à, nhà dị chỉnh á, chắc có 3-4 căn nhà. Con này bị gì, nó khùng, nó ham, nó ham muốn cái đó còn biết không? Rồi á, ông Thảo là đi biển có mấy tháng à, bữa nay nó là 1 năm 2 tháng mà nó dám nó ở với thằng mày 4-5 tháng còn tính đi, ở 4-5 năm đó. Thì cô chú vừa nghe cái lời nói của cô là rõ ràng đúng không? Khẳng định luôn, cô đã khẳng định rồi, ông này là không phải là ông Lắm. Cái ông Lắm này, ông Cố Nội Lắm này là do một phe với một YouTube bà ruộng, kiếm một cái ông chăn dịch ở ngoài bà ruộng vô để mà làm lên kịch bản để lừa dối Mạnh Thường Quân qua mặt cộng đồng khán giả, để tạo lên một cái kịch bản để mà kéo dài dài. Chắc có lẽ là mấy anh YouTube bà ruộng này tính kéo dài tới hết 1 năm nay á, còn chưa hết cái vụ mà một vợ hai chồng của chúng chị. Bây giờ ăn view, ăn like quá trời mà, người ta coi quá trời luôn, thu nhập một tháng mấy chục triệu còn phe nữa mà. Nói giờ bây giờ cho nên á, làm cách nào cũng phải tạo điều kiện một ngày 2-3 thước phim, tạo ra những cái kịch bản để mà lừa dối qua mặt cộng đồng. Nó thì nhiều khi á, mấy cô chú anh chị mà xem lướt qua sau này á, không hiểu thì tưởng đâu là hoàn cảnh của ông Vi nó khổ thiệt. Đó, rồi cái gửi tiền cho nó nữa, cứ chăm gót cho nó nữa, rồi đó hai vợ chồng thấy ăn phải phản không? Sáng ra cái bà Quy làm một tô bò kho, bò kho tô bự như nào có chú anh chị, chứ không phải tô nhỏ nha. Rồi một ly sữa đá. Còn ông Cố Nội Phi thì một ly cà phê đá. Rồi một phít cái chai, cái ly rượu bự như nè, rồi chế nước trà vô đó, rồi một phít ghi rượu để bên, rồi hốp cà phê một cái, quất miếng rượu. Đó, có chú anh chị thấy sướng không? Rồi bắt đầu chuẩn bị lên trời nữa. Trời ơi, đó. Giờ chuẩn bị lên trời rồi, gần tới thời kỳ cuối rồi, thế nào cũng lên trời thôi. Đúng không? Cô chú anh chị thấy qua mặt cộng đồng có không? Mấy cái thể loại này mà cô chú con chị còn tài trợ mà ủng hộ mà gửi tiền về cho ăn nhậu phè phẩn hơn cô chú anh chị nữa. Nên loại bỏ ngay những cái thành phần này, để cho mấy anh YouTube này thất tỉnh lại nặng đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là đi truyền những cái thông tin nóng để cho quý vị xem. Bây giờ mấy người này á, qua mặt được khán giả đâu có thèm đi quay gì. Sáng sớm tụ họp đây đó cho chị Huy mớ tiền rồi bắt đầu dựng lên kịch bản để quay. Đó. Quá trời quá đất không, tới cái kịch bản mà đi tìm cha bé Khôi mà còn dựng lên được nó, thì quý vị thấy tới cỡ nào rồi? Quý vị có đáng tin những cái YouTube này không? Quý vị có nên đồng hành cái YouTube này không? Em nói là sự thật, đây là nguyên một cái đám nó ra cổng chùa giấc sáng để mà nó ngồi nó suy nghĩ rằng nó làm ra những cái kịch bản rồi để qua mặt khán giả đó. Thì cô chú anh chị nghĩ sao về cái loại này? Thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng nghe cái câu này chia sẻ tiếp nha. Con tính đi đó, nó mê cái thằng quỷ này nha, tối ngày đi ra bụi lùm ở nằm giặt nằm dựa ôm nhau ngoài đó. Con tính đi, chị nói cho con nghe gì tới chị mới lên mạng gì nói vậy. Mà cuối cùng là cái ông Lắm này là không phải đúng không con? Không không, tại vì bây giờ con kêu nó chính xác đi, khỏi nó đi, nếu mà nó lấy con Quy nó biết đường nhà nó không, biết đường nhà ông Quy không, hồi đó là Tôn Đức Thắng vị võ chánh nè, là bây giờ là hồi đó là Lê Định Của, giờ là Tôn Đức Thắng. Yeah. Rồi cha mẹ nó thì chết, cha nó lấy về bạn của gì con Bích á, Bích mà ông già mà thằng này cách nhà mà quậy đó. Yeah. Ông già quậy đó là mẹ ghẻ của con Quy, nó nuôi tụi nó. Họ sống không được, con Hồng nó mới đi lên Sài Gòn, nó đi vô Bà Phước, nhưng mà sau này nó ra nó là có tiền, nó nói đồng ngay nó cũng cho con Quy, còn con Ngọc thì không đâu. Vì nuôi nó gì biết mà, vì nuôi tụi nó mà, tại vì cháu mình phải nuôi, con hiểu không? Dạ. Đó. Đó, rõ ràng có chú chị, cái gì này còn gọi là gì của mấy đám này nữa mà, gì của cái đám là chị Quy, Phi, bà Ngọc này nữa mà. Không lẽ bây giờ gì ruột, gì bà con vậy mà đem ra là mà nói chuyện không có với cái tụi này. Mà quý vị nghĩ sao mà cái câu nói của dì này có thiệt hay không? Nó rõ ràng là cái kịch bản, là cái loại mà lười làm mà muốn có ăn đó, nó dựa vào những cái YouTube bờ ruộng á, để mà qua mặt Mạnh Thường Quân.
nó hùa nhau để mà nó đóng kịch qua mặt thường quân. Thì tôi nói mấy cha ơi, mấy cha làm ơn, mấy cha đừng có qua mặt cộng đồng như vậy. Người ta xem không gài á, người ta cũng bức xúc lắm rồi. Vì mấy cha có dựng kịch bản tới tấp để mà tạo ra những cái thước phim để lên mà để kiếm tiền cho Mạnh Thường Quân, cho ông Phi với ông Quy nó phè phởn để mà nó sống lười biếng kiểu đó. Nó ăn cái đồng tiền á rất là dơ bẩn, đúng không? Cái loại này, cái loại dơ bẩn, nó ăn cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân là nó ăn đồng tiền xương máu của cộng đồng. Nó như thế nào, quý vị nghĩ như thế nào? Lười làm mà muốn có ăn, chờ tiền của cộng đồng để mà ăn. Cái đồng tiền của anh ta có tâm, người ta giúp để mà người ta hướng thiện. Còn á, cái dạng như mà thằng Phi với con Vi này nó chờ số tiền đó đó, mà nó ăn nó không có biết nhục, nó không có chịu làm nữa, bây giờ nó lừa tiền đó nó ăn. Nó ăn trên cái đồng tiền xương máu của cộng đồng làm ra cực khổ để mà người ta có tâm người ta giúp. Thì nó nhào vô nó ăn. Nó nằm la lết, nó ngồi la lết, nó làm tối ngày sáng đêm, bây giờ nguyên một ngày lết qua lết lại mà quý vị thấy mà nó đứng lên một cái hả là cái đít nó bóng giận hết trơn rồi. Nó lết mà, rồi nó chờ ăn cái đồng tiền ở trên cộng đồng đó, nó cảm thấy là nó ngon. Còn mấy ông cố nội YouTuber ruộng đó thì mấy ổng chỉ có biết bất chấp quay có like có view rồi bất chấp quay hoài, quay tới tấp. Trời đất ơi, gì đâu mà cái câu chuyện chỉ có giúp hộ nghèo, giúp hoàn cảnh xây nhà các nhà rồi thôi đi, đâu mà kéo dài, đâu mà gần cả năm trời. Rồi quý vị thấy đã biết rồi, từ cái kịch bản của mấy ông cố nội YouTube bá dơ này nè, đó kéo dài tới bây giờ. Nó thấy rõ ràng không, cái câu chuyện bây giờ nó tè la thước lướt rồi. Mấy ông ơi, mấy ông làm ơn nghỉ đi đó. Cái đường lên làm vậy đã, người trên cộng đồng chỉ trích khá là nhiều. Mấy ông có bu vô như là thằng Phi với con Quy là một cái mối mồi ngon cho mấy ông vậy, mà mấy ông coi cái hoàn cảnh mà ông lại sát gần cái nó thúi quách chứ ngon lành gì. Bây giờ người ta chỉ trích quá trời là đâu có còn ngon nữa. Mà thực tế ông dựa vào mấy đứa nó để mà ông kiếm like kiếm view, mà ông bất chấp chỉ trích. Mấy ông bất chấp chỉ trích luôn, nhào vô để mà quay phi một ngày gần cái chục clip. Nó thúi trên cộng đồng, nó thúi ngoài xã hội. Mà thậm chí tôi nói thiệt với mấy ông nhìn kỹ là cái bộ hình thù của thằng Phi á, nó nhậu nó không tắm đó. Rồi con Quy nó ở dơ, nó ghẻ ngứa không đó. Mấy ông ngồi gần quay đi, mai mốt nó lây ghẻ ngứa về cho vợ mấy ông luôn. Đó, tôi nói vậy thiệt. Mấy ông nên cảnh giác nha, con Quy nó ngồi đâu nó gãi đó. Rồi ông có nội Phi á, nhậu rượu ghiền đâu có tắm đâu, một tuần lễ chưa tắm nữa. Đó, rồi ông mấy ông nhào vô đó, mấy ông hửi đi, hửi những cái mùi chua, rồi cái mùi ở dơ, cái mùi ghẻ ngứa, rồi mang về lây cho vợ cho con nữa. Đó, tôi nói thiệt, mấy ông nên làm nghỉ đi, con mà đi kiếm quay chỗ khác, mà quay đâu mà nhào vô một chỗ mà tao phản biện quá trời, mình có nên quay hoài. Trời ơi, mà tao phản biện mà không biết nhục nữa, bấu vô mà quay. Mà cái thành phần thúi nát xã hội, cái thành phần ăn bám xã hội gì mà cứ nhào vô tiếp tục quay hoài, rồi sao không biết nhục vậy? Đúng là nhục của chúng chị. Của chúng chị nên tẩy chay những cái thành phần này của chúng chị, đừng có để nó dây dẳng ở trên cộng đồng như vậy. Đó, cô chú nào mà xem cái clip của em, cô chú thấy mà họp lại cô chú á, đi lên cái chỗ địa phương á, rồi á trình bày cái sự việc như vậy đó, nó lộn xộn ở mỗi ngày ở trên chỗ chùa để quay với Phi á, cô chú trình bày với địa phương đi, cho giải tán cái đám này đi. Trời ơi, cái đám này nó làm biến đi kiếm thông tin, nó làm biến đi quay hoàn cảnh, bây giờ nó dựa vào vợ chồng Quy nó quay hoài à. Đó. Trời ơi, trời ơi, quá trời quá đất luôn, chịu đời không thấu luôn. Có thể mời cô chú anh chị cùng nghe tiếp cái đoạn ghi âm của cô này nữa nha. Vậy là mấy thằng YouTube này nó lụm cái ông lắm này nè, mấy thằng xe ôm ở đâu ra nên nó dàn dựng nên đặng nó câu like câu view rồi. Đúng rồi. Hồi đó thằng lắm này đó, nếu mà ở với ông Quy là thằng lắm nó mới có 35 tuổi không tới đâu. Cái cô này là sao? Tại vì nó đi ra trường mã, thằng nó lấy thằng này thôi. À. Nó đi bán vé số rồi thằng là lấy cái thằng nào đó, rồi thằng sau này thằng lắm mới lấy nó, mới đem về trển là có đẻ rồi xong một hai tháng về đây luôn, chứ nó không có tới lui với thằng đó nữa. Vậy mà mấy thằng đó còn dựng lên. Giờ anh lắm rồi, con anh 4-5 tuổi, giờ 11 năm rồi. Thằng Khôi giờ 17 tuổi. Lúc đó mẹ gì chết thôi là thằng là con Quy nó chưa có chồng nữa, vợ chẳng. Vợ thằng nhà nó sát bên xa lạ gì, buôn bán mỗi ngày đó, chị biết. Mấy thằng này ghê lắm. Trời ơi, vậy mà nó đem thằng Khôi ra kêu nhận cha. Trời đất, quỷ đánh thằng. Bây giờ đó, kêu đi. Đó, bây giờ cô chú anh chị thấy rõ ràng không? Làm cho bằng bắt thằng Khôi ra để đóng kịch chung luôn, rồi nhận bằng cha luôn. Thì cô chú anh chị thấy nhìn kỹ coi,
cái ông cố nội giữ dịch này á, hình hợp thà hình hài như vậy á, với thằng Khôi có giống nhau không? Chứ em không có thấy giống cái gì hết trơn á, chỉ giống cái hai củ cải gì giống nhau thôi, đúng không chứ anh chị? Chứ em ngoài ra em không thấy không giống gì. Cái ông này á trời ơi, là cái loại gì mà giữ dịch ở đâu, ở bờ vùng sâu vùng xa vậy á, rồi mấy ông cố nội youtuber này nè, ông hốt lên để mà nhào vô để mà làm nhân vật à, ông lắm mà qua mặt cộng đồng đó. Chú anh chị thấy ghê không? Cái đám này ghê quá trời ghê à. Bây giờ nó lừa dối cả cộng đồng cộng mạng luôn. Nó vừa dối đủ thứ đủ điều luôn. Nó kéo dài cái nhân vật này, nó kéo quần dài ra ngoài đó mà nó kiếm like kiếm view nó sống. Thấy không? Mà cô chú anh chị nghe tiếp nè. Lấy ta cho em chồng thôi đi. Cái thằng đó không phải mình lắm. Vì bảo đảm luôn. Thì ổng đi đồng xoài ở đây, nó đem hai đứa nhỏ đem đi, đem đi cho rồi về. Thì ông Thảo gần bệnh gần chết thì nó bỏ ông Thảo rồi ông Thảo về đây ở nhà của má. Nó cũng lết lại ở. Tới cuối cùng ông Thảo đi biển 6 tháng thì nó lấy thằng này rồi. Con tính đi. Dùng mấy cái thằng YouTube bá dơ. Mấy thằng đó nó đi theo nó hủy, hủy hán con này. Thường Phi với thằng Vĩnh đầu đất. Ừ thằng Vĩnh đó, thằng Vĩnh nó lúc đầu quay ra là con biết nó lệnh gì mà anh nuôi thằng này nè. Anh nuôi của thằng này nè, tặng đi theo hủy. Hủy con này cho con này à, tên Trình Phi chết nó lấy con này à. Vĩnh đó. Đó thì cô chú anh chị đã nghe cái qua cái đoạn ghi âm. Thì em cũng đưa cái đoạn ghi âm lên từ giai đoạn, từ đoạn để cho cô chú anh chị phân tích như thế nào, cô này có nói thiệt hay không. Vì cô này á, dù có nói thiệt hay không mà nó cũng chính xác là 99% người ta là từng nuôi nắng mấy đám này nữa đó. Rồi người ta bây giờ người ta thấy người ta bực mình quá trời rồi, ta lên ta phải nói để cho cộng đồng mạng biết là cái đám này là kịch bản không. Cái đám dơ bẩn này nè, nó ùa nhau để qua, nó bu vô cái thành phần lười làm mà muốn có ăn đó, Phi với anh Quy đó, để mà nó dựng lên kịch bản để mà nó cùng nhau để nó có sống đó. Thành ra là nó tạo ra cho thằng Phi với con Quy này càng ngày càng tệ bạc hơn nữa để mà nó được view. Nhưng mà cô chú anh chị thấy rõ ràng ai bị chửi nhiều nhất là thằng Phi với con Quy, là bị chỉ trích nhiều nhất, đúng không cô chú anh chị? Nó làm không có tâm, cái tụi YouTuber gộn này nó lôi người ta ra, nó dùi dập để cho cộng đồng sỉ mắng người ta. Mà thay vì bây giờ nó buông người ta ra đi, người ta đâu có mang tiếng, mang tâm dữ vậy cô chú anh chị. Đúng là ai cũng sai, nhưng mà sai cái góc độ nào đó thì cho người ta dừng đi. Còn này nó muốn lợi cho bản thân, cho kênh của nó thôi. Nó cứ muốn kiếm tiền hàng tháng, rồi nó đem những cái thành phần lười làm mà muốn cũng muốn có tiền, đưa ra tiền rồi bắt đầu quay đi rồi đóng kịch sao đóng luôn đó. Rồi có ăn rồi khỏi mất công đi lụm bọc, khỏi mất công đi mua da chai, rồi cuối cùng bị vùi dập không hay. Chính mấy anh YouTuber gượng này nè đem nhân vật ra vùi dập người ta, phỉ bán người ta trên cộng đồng càng ngày càng nặng đó. Rõ ràng bây giờ cô chú anh chị ở gần nơi địa phương đó, nếu mà xem được cái thước phim của em, cái video này cô chú anh chị thấy em nói như thế nào, nếu cô chú anh chị thấy em nói có hữu ích thì hãy nên đi lên ngay cái địa phương gần nhất để mà thông báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng gần đó để mà xuống dẹp loạn cái đám YouTuber ruộng này đi, để đừng có làm như vậy, để cho thằng Phi với con Vi nó giật mình lại để mà nó vươn lên mà nó kiếm sống, chứ đâu có để mà cho mấy anh YouTube này mà dùi dập hàng ngày như vậy thì cộng đồng chửi biết bao nhiêu, đúng không cô chú anh chị? Trời đất ơi, quá trời quá đất, nó dựng phim từ đầu tới cuối luôn cô chú anh chị, là mỗi cái kịch bản là mấy thằng YouTuber ruộng này dựng không lôi ra để mà có kịch bản quay hoài đó. Bởi vậy cho nên em suy nghĩ tại sao mà mỗi cái chuyện gì, ví dụ như Thôi mất đồ cũng có hay liền, cũng có quay. Rồi ông Phi mất tiền cũng có quay liền. Rồi bà Quy mất tiền cũng có quay quyền liền. Nổi một cái thứ gì cũng có quay liền hết. Là sao? Rõ ràng là tụi nó liên kết với nhau rồi, đúng không cô chú anh chị? Nó liên kết để mà tạo ra một kịch bản. Ơi làm mất tiền đi, làm mất đời này đi, mất nhẫn đi. Nói lên nặng là quay rồi bắt đầu còn moi thêm nữa. Dựng ra kéo dài câu chuyện ra, những cái gì kéo dài ra. Mỗi một câu chuyện kéo dài ra 2-3 phim, 20 thước phim đó. Rồi thành ra rồi cuối cùng tụi nó được lại. Tụi nó làm dơ quá mà tụi nó được lại. Rồi á, thằng Phi với con Quy này thì bị chỉ trích khá là nhiều. Nó hại nhân vật rõ ràng, nó đem con người ta ra, nó làm cái nền tảng chà đạp ở trên cộng đồng như vậy. Mà nó ăn tiền, nó có tiền, nó sống được. Nó hay thiệt chứ, cái đám này nó dơ quá trời dơ của chú anh chị. Của chú anh chị nên tẩy chay tụi nào này. Trời ơi, cái tụi này quá trời quá đất rồi, lòi kịch bản ra đó, rõ ràng luôn, không có sai chút nào hết trơn. Nó thì hôm nay em có nói lên những cái ý kiến và những cái video, những cái ghi âm để mà gửi đến cô chú anh chị xem xét thử coi đúng không. Rõ ràng là cái tụi này nó dàn dựng không. Đó,
Thì hôm nay em có những cái đôi lời để em gửi đến cô chú anh chị vậy thôi. Nếu cô chú anh chị xem cái video mà thấy hữu ích, cũng như là em nói lên những cái gì sai, cô chú anh chị cái việc bình luận thẳng lên kênh. Còn thấy đúng thì cô chú anh chị cho em một like cũng như là một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Bye bye cô chú anh chị.